Guarda, sono qui. È un gioco. Si gosta del nostro gruppo. Então vai oferecer a Cabrito e mais uns 50 mil quais. Para tudo, já? Ok. Vai, vai, vai. Vai, 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 tchau, Zé. Ok. Dạ. Ôi, hai con hút nhau. Tèn 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 tèn. Ok, hello, chào các bạn. Vênh, vênh, vênh. Đi xem bóng đá nào. Đi. Đấy, hôm nay là mình vinh dự được Quang Linh Store gửi thiệp mời. Ê, ê, ê. Vai, 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 vai. Vai đi xem bóng đá nào. Ôi thôi, tuột lơ thôi. Vênh, vênh. Ajuda eu. Vai sair lá, Azul. Vênh, 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 vênh. Vênh, vênh. Đi xem bóng đá nào. Đi xem bóng đá, đi xem bóng đá. Đi xem bóng đá nào. Yeah, mete lá su. Mete ele. Yeah. Yeah. Tay, tay. Ok. Đấy, hôm nay là vinh dự được được Quang Linh Store tổ chức giải bóng đá là gửi hai thiệp mời lên cho mình và anh Quý. Thì mình cũng mình với anh Quý là cũng sắp xếp công việc để xuống dự trận chung kết các bạn ạ. Dự trận chung kết trong mơ. Thì mình có dắt ba thú cưng này đi xem bóng đá cùng mình nha các bạn, để cổ vũ cho đội của anh Thế Nhân Vlog và anh Hùng Kaka. TV. Cổ vũ đội nào? Dê. Cổ vũ đội nào? Kêu nào? Hùng ca ca. Đấy, cổ vũ cho Thế Nhân Vlog. Mình phải trang trí cho mấy em dê cho đẹp. Bonito. Vem. Criança, vem. Bonito. Buộc nhẹ nhẹ nhé, không đau dê. Đá nào, đi. Tèn tèn tèn. Bên này, bên này, bên này, bên này. Vắt, 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 vắt. Bên phải, rồi, sang bên kia. Đi, đi. Bên này, bên này, bên này, bên này. Bên này, bên này, bên này, bên này. Đi, đi, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Đi, đi xem bóng đá nào. Đi. Đi, 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 đi xem bóng đá. Ô. Đi, 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 đi. Đấy, hai đội là bắt đầu đá rồi. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Đấy. Hôm nay mình dắt thú cưng đi xem bóng đá nhá. Đấy, cổ vũ cho Hùng Kaka và Thế Nhân Vlog. Đấy. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng xếp hàng vào. Xếp hàng à, Umali nha. Dạ. Dạ, ok. Umali nha. À bon. Tấn công, Barca. Không được rồi. Ô, phá bóng hay. Ôi, você é fura bola. Mình có, mình có vé mời mà. Đi. Đi. Vamos. Vamos. Đi. Vamos. Lên. Đấy, mình có vé mời mà. Đi. Đi, 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 đi. Lên, lên. Ok. Lên đây nhìn cho rõ nhá. Vamos. Vamos. Entra. Vamos. Vamos. Khán đài hôm nay là rất đông các bạn ạ. Đấy. Khán đài hôm nay đông chặt cứng luôn. Gọi đông đi. Đang đi xem ra. Ô. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos.
Này, gọi anh Đông đi, chào anh Đông đi. Đấy. Đến được đi. Ôi giờ mới đến. Ngồi với cái nhà nó không hiểu. Ôi, nơ thế này. Đấy. Ok, nào, chào các bạn. Đi đây, đi đây. Đi... không đi xem bóng đá, đưa thú cưng đi xem bóng đá cùng. Không đi xem bóng đá cùng. Chào đi, chào đi, gặp thì phải chào. Chào anh Đông đi, anh Đông. Chào bạn Tiến. Đây, chào anh Ninh này, đẹp mà đấy. Đấy, hôm nay đưa thú cưng đi xem bóng đá để cổ vũ cho đội tuyển anh Nhân và Hùng Ca Ca ấy các bạn. Tỷ số mấy rồi anh? Một đều à? Hai bên rất là gay cấn. Em không ngồi đi không? Thôi được rồi. Cho anh con anh dắt. Hả? Đúng, thú cưng của em đấy. Chủ tịch giải đấu nhắc nhở mình là vào trong sân là không được quay phim, chụp ảnh. Đấy. Ok các bạn, thì trận đấu đã kết thúc và tỷ số 2-1 nghiêng về đội Real Madrid của bầu Thế Nhân Vlog. Và một trận đấu rất là thuyết phục. Mọi người sang kênh Quang Linh để xem được hết trận đấu giữa Thế Nhân Vlog và Hùng Ca Ca. Một trận đấu đầy thuyết phục. Vâng, và bây giờ đến màn gọi là trao giải cho đội giành chiến thắng. Đấy thì anh em mình ở trên thủ đô là khách mời xuống thì cũng có ba thú cưng gọi là cũng muốn trao giải phong cách cho các cầu thủ các đội. Như đội của anh Hùng Ca Ca và anh Linh Philip và đội của Quang Dũng. Mình sẽ phải di chuyển ra bên cánh gà nha các bạn. Ở đây đang rất là đông. Mình sẽ di chuyển sang bên cánh gà. Vamos. Vamos. Đi ơi. Đi lên trao giải nào. Đấy. Wow. Dance à? Vamos. Không buộc được. Nó không đi cùng nhau đâu. Đứng đây nhá. Đứng đây đã để lúc. Hình như anh Quý có vẻ đang rất là sợ con dê này. Xe này sừng dài mà anh Quý lại hơi thấp, nó lại ngang ngang với cái sừng nên là cũng rất là nguy hiểm cho anh Quý. Đây bây giờ là đến lễ bế mạc và trao giải. Ok nhá các bạn, thì mình được Quang Linh Store cũng gửi thiệp mời xuống để tham dự trận chung kết. Thì mình cũng có một chút quà nhỏ nhỏ để động viên khích lệ các đội tuyển như đội tuyển Quang Dũng à, đội tuyển của Linh Philip và đội tuyển của anh Đông Paulu. Thì mình sẽ trao giải mỗi đội tuyển một con dê và 50.000. Mỗi đội tuyển được một con dê và 50.000. Đấy. Thì thêm 3 con dê và cũng như là 50.000 cho hai đội Quang Dũng và Linh Philip. Thì đợi một chút để anh em chụp ảnh xong thì mình sẽ lên trao giải cho ông bầu Quang Dũng. Bầu Đông Quang Lù đâu nhỉ? Đây. À đừng đứng. Bầu đâu nhỉ? À bầu Linh Philip đâu nhỉ? Dạ. Dạ ta. Xong rồi anh. Vai, criança, vai, su. Na canha daqui, ô.
Đau mà. Ok thì em xuống đây để tham dự trận chung kết, cũng gọi là xem trận cầu rất là hay. Thì cũng có chút quà gửi đến đội tuyển của anh là một con dê và 50.000. Okay. Gọi là khích lệ. Cảm ơn rất nhiều. Để mấy anh nói về cả các cầu thủ, cho cầu thủ vui mừng này. Vâng. Ok, Eli Nguyen đã xuống qua kỳ. Gostan de vos grupo. Então vai oferecer Cabrito e mais uns 50 mil quais para tudo, já? Ok, bắt tay cái. Đây, 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 chào gì. Ok. Dạ. Chúc mừng nhá. Dạ, ok, cảm ơn nhá, cảm ơn em nhiều. Dạ, Levanta, levanta. Levanta, Cabrito. Levanta. Và tiếp theo là sẽ mời đội tuyển của anh Đông Paulo. Dạ. Ok, tá bom. Dạ. Tao quên nữa chẳng vừa được trả sao. Ok. Dạ. Dạ. Như là đội tuyển của Quang Dũng. Ý xe. Ôi chỉ kết thúc cho chị nơi trả sĩ. Cũng có gì mà chị sẽ lê cả vậy. Một con dê. À chị em ấy đi. Có cá nhiều hôm vừa cây chạy kì. Anh em trong đội tuyển. Cảm ơn em rất là nhiều. Vì hôm nay em sáng mới đến sớm quá nên là một số cầu thủ trong bản sang không ra được. Nên là có ba em đại diện ra. Như anh cảm ơn em rất là nhiều. Anh em ơi. Cảm ơn cùng mà Caprito. Mai 50 mil mà group rồi. Yeah. Yeah. Parabéns! Obrigado! Vâng, tiếp theo là mời đội tuyển của anh Linh Philip. Yeah. Đội tuyển của anh Linh Philip. Yeah, tudo bem. Yeah, cũng như mong muốn là khích lệ các cầu thủ và bạn của anh là vừa rèn luyện sức khỏe và vừa để có tinh thần lao động tốt thì cũng là có một con dê để gửi tặng tới bạn của anh và 50.000 quan giáp để gửi cho các cầu thủ. Thay mặt cho tất cả các cầu thủ của đội tuyển trong bản sao Pedro thì cảm ơn em rất là nhiều. Yeah. Yeah, ele gosta do nosso grupo, agora ofereceu uma cabrito e 50 mil. Amanhã vamos fazer festa. Yeah. Aqui. Yeah. Olha aí. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Ok các bạn, thì bây giờ cũng chiều rồi, cũng xong rồi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây nhá. Thì mọi người thấy video hay, ý nghĩa thì đăng ký ủng hộ kênh vợ chồng mình nhá. Chào các bạn.